cuối tuần này đối với Lâm Thập Bát không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tô tỷ, chị đi đâu vậy? Giáo sư Lý Bình nhờ tôi đi cùng ông ấy tham dự một buổi thuyết trình với tư cách trợ lý. Vậy à, cố gắng lên nhé Tô tỷ. Trong phòng học trống, Lâm Thập Bát là người đến đầu tiên. Dù sao cũng là cuối tuần của sinh viên đại học, ai mà dậy sớm thế này chứ. Cậu là thần tiên à? Bây giờ mới 10 giờ sáng thôi. Đã 10 giờ rồi, đáng lẽ phải dậy từ sớm rồi. Cậu ấy có cùng lịch sinh hoạt với thần tiên tỷ tỷ. 7 giờ rưỡi thức dậy, trước 8 giờ rưỡi rửa mặt, chạy bộ buổi sáng, ăn sáng. Sau 8 giờ rưỡi là thời gian làm việc của họ. Nếu không có việc gì, sẽ ngồi trên sofa xem tivi. Lịch sinh hoạt là bình thường, nhưng với một sinh viên đại học thì thật đáng kinh ngạc. Lâm Thập Bát thời trung học, mỗi lần nhìn thấy cậu thiếu niên ấy đều giống như một mặt trời nhỏ. Nơi nào có cậu ấy, khắp nơi đều vang lên tiếng cười. Không nhớ rõ nữa, tiếc quá nhỉ. Rất tò mò không biết cậu ấy như thế nào hồi trung học. Tên của biến thể hôm nay là vẻ đẹp của tình yêu, nằm ở khoảnh khắc hay là vĩnh hằng? Ý là sao vậy? Trong tình yêu, bạn cảm thấy sự đồng hành vĩnh hằng khiến bạn khao khát hơn, hay là những khoảnh khắc mà người kia dành cho bạn có thể khiến bạn cảm động? Trong số 4 người, chỉ có Đường An Kỳ chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu. Mỗi khoảnh khắc của tình yêu đều là động lực để tôi tiến tới vĩnh hằng. Có được nhiều khoảnh khắc nên nó mới đẹp hơn. Tôi không nghĩ vậy. Vấn đề là vẻ đẹp của tình yêu, còn sự vĩnh hằng mà cậu nói, nếu không đi đến cuối cùng, làm sao cậu biết nó đẹp hay không? Nhưng tôi có thể khẳng định, mỗi khoảnh khắc rung động đều rất đẹp. Cậu cho rằng điều đẹp nhất của sự vĩnh hằng là vĩnh hằng sao? Không, là khi cậu ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả những kỷ niệm đều trong tâm trí. Những kỷ niệm này mãi mãi tồn tại. Khi cậu hồi tưởng lại những điều này, người ở lại trong ký ức của cậu vẫn bên cạnh cậu. Nhưng nếu không có từng khoảnh khắc, làm sao cậu có thể nâng đỡ tình yêu tiến tới vĩnh hằng? Giống như pháo hoa nở rộ, chớp mắt đã tan biến, nên pháo hoa rất đẹp. Pháo hoa rất đẹp, nếu pháo hoa nở rộ mỗi ngày, cậu còn thấy nó đẹp không? Không. Nhưng pháo hoa đâu có thay đổi. Cho nên cậu thấy pháo hoa đẹp là vì pháo hoa quý hiếm, chứ không phải vì cậu thích pháo hoa. Ví dụ cậu đưa ra chỉ là để gây nhiễu loạn, không liên quan gì đến vấn đề lần này. Phải thế mới phải chứ. Năm ngoái đội tranh biện khoa máy tính, giống như mấy con cá chớp, lại còn bị đối phương thuyết phục ngay tại chỗ trong cuộc thi tranh biện. Sau khi kết thúc buổi luyện tập buổi sáng, Lâm Thập Bát xem điện thoại, phát hiện thần tiên tỷ tỷ gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Tỷ tỷ, chơi cờ không? Cờ ngũ tử kỳ. Tô Bạch Châu ngồi xổm ở góc, hết lần này đến lần khác đánh cho các bạn nhỏ thua tè tua. Lần này giáo sư Lý Bình dẫn cô đến, chủ yếu là để cô tham gia nhiều hơn các hoạt động như thế này, thuận tiện cho sự phát triển sau này của cô. Tô đồng học, có chuyện gì vậy thầy? Gọi tôi là anh Tô là được rồi. Chúng ta đều họ Tô, lại còn là trợ lý của giáo sư Lý, đừng khách sáo như vậy. Tôi không quen anh. Đã từng nghe nói hoa khôi lạnh lùng của Đại học Giang Thành đẹp như tiên nữ, nhưng không gần gũi với nam sinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Con người ai cũng từ xa lạ đến quen biết. Tôi đồng học, tôi cũng tính là có chút đẹp trai, lại còn là sinh viên nghiên cứu. Đúng là lạnh lùng thật. Kiểu con gái như này, chắc không có chàng trai nào tán tỉnh thành công đâu nhỉ. Cậu kia. Thưa giáo sư, em tên là Tô Khất. Cậu đấy, lát nữa khi bắt đầu buổi nói chuyện, giúp tôi chụp mấy tấm ảnh. Vâng ạ, thưa giáo sư. Giáo sư, em ở trên sân khấu thì chụp ảnh thế nào ạ? Cậu không cần ở trên sân khấu, có Châu Châu là được rồi. Đến lúc đó cậu ở dưới chụp ảnh cho chúng tôi. Vâng ạ, thưa giáo sư. Nhưng cậu ta cũng đâu nhìn xung quanh xem mọi người là ai. Buổi nói chuyện này, những người đến phần lớn là nhân vật nổi tiếng trong ngành tin học ở Giang Thành. Tô Bạch Châu có thể lên sân khấu là vì cô ấy đã đoạt giải nhất cuộc thi toàn quốc kỳ trước.
Đây là năng lực thật sự, không liên quan đến học vị. Lâm Thập Bát lái chiếc xe màu hường của Tô Bạch Châu, chuẩn bị đến nơi diễn ra buổi nói chuyện để đón cô ấy. Cậu dừng xe trước cửa khách sạn, rồi ngồi trong xe nhìn chăm chú vào cổng khách sạn. Thần Tiên tỷ tỷ đã không trả lời tin nhắn của mình, chắc là đã lên sân khấu rồi. Được lên sân khấu, chị thật là giỏi. Lâm Thập Bát đã đến sảnh của khách sạn, lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ chữ. Mèo hoang ở đâu ra vậy? Thưa ngài, khách sạn chúng tôi luôn hành động với tinh thần nhân đạo. Nhân đạo với không nhân đạo gì chứ? Con mèo hoang này trông thảm hại quá. Bây giờ tôi nghi ngờ khách sạn các cô không sạch sẽ rồi đấy. Đây là mèo của tôi. Mèo của cậu ở được khách sạn này, chắc là con trai nhà giàu có gì đó rồi. Tiểu học đệ lại đến đón mình cơ à? Giáo sư, em không về cùng mọi người rồi. Đi đi. Giáo sư, người kia là ai vậy? Đó là bạn trai của Châu Châu. Bạn trai à? Giáo sư, tiểu học đệ này rốt cuộc là người thế nào mà trở thành bạn trai của Tô Bạch Châu được vậy? Cậu nghĩ Tô Bạch Châu thế nào? Tài nữ của trường Giang Thành, đẹp tựa thiên tiên. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người thì sẽ không bao giờ đạt được tấm chân tình của họ. Vẻ bề ngoài có lẽ chỉ là một viên gạch gõ cửa, nhưng cánh cửa ấy có mở ra cho bạn hay không, yếu tố quyết định không phải là vẻ bề ngoài. Trong tất cả những người theo đuổi Tô Bạch Châu, Lâm Thập Bát tuyệt đối không phải người xuất sắc nhất, nhưng cậu ấy lại trở thành người duy nhất gõ mở được cánh cửa ấy.